Quang Linh Vlog lần đầu hé lộ tiền lương trả nhân viên, tiền duy trì trang trại ở đâu. Đây là lần hiếm hoi Quang Linh chia sẻ về chi phí tiền lương cho nhân viên tại trang trại. Sau khi bán tượng đá, Quang Linh Vlog đã mua một mảnh đất rộng nhiều hecta ở vùng quê Angola để lập trang trại. Từ một vùng đất hoang vu, nhiều cỏ cây, đến nay nhờ bàn tay và sự cố gắng của Quang Linh và đội ngũ nhân viên, trang trại đã hình thành với nhiều loại cây trồng như ngô, khoai tây, rau và mới đây là thêm cả thanh long. Trang trại đang được hình thành, mức đầu tư lớn, sau này sẽ hoàn thiện dần. Trước mắt hỗ trợ mọi người có công ăn việc làm đã. Lợi nhuận của Quang Linh Farm từ ngô nếp, ngô đỏ, tất cả lợi nhuận kiếm được đều được làm từ thiện hết, Quang Linh chia sẻ. Nói về số tiền mỗi tháng dùng để trả lương cho người dân bản địa và người Việt Nam ở Quang Linh Farm, Quang Linh cho biết số tiền lên đến 70 triệu đồng. Tuy nhiên, anh chàng quê Nghệ An nói thêm con số đó chỉ mới là trả lương ở Quang Linh Farm, còn nhiều mảng khác nên tổng chi phí rất lớn. Trong đoạn clip mới chia sẻ, Quang Linh Vlog cầm sắp tiền lớn để phát lương cho nhân viên tại Quang Linh Farm. Sau khi phát xong, theo Quang Linh tiết lộ, số người làm lĩnh vực nông nghiệp tại trang trại là 2-3 người và 6 người làm công trình, nhận được tổng số tiền 500.000 cao quanh gia, hơn 23 triệu đồng, thêm chi phí lương cho người Việt Nam tại trang trại nữa, tổng số tiền lương phát ra là khoảng 70 triệu đồng. Những nông sản như ngô, khoai tây trồng được nhiều phân phát cho bà con, nguồn tiền duy trì, tiền trả lương cho nhân viên của Quang Linh Farm là tiền kiếm được từ kênh YouTube, Quang Linh Vlog chia sẻ. Được biết, mỗi mảng mà Quang Linh Vlog đang làm như kênh YouTube, Quang Linh Store có khoảng 10-20 người trên một nhóm. Tổng số tiền lương phải trả cho nhân viên hàng tháng khá cao, Quang Linh chia sẻ. Được biết, trang trại của Quang Linh Vlog có diện tích 14 hecta tại Balundo, huyện Huambo, Angola. Đây là trang trại lớn bậc nhất trong khu vực. Trang trại này được Quang Linh mua với số tiền khoảng 2 tỷ đồng. Đây được coi là trang trại lớn bậc nhất trong khu vực này. Quang Linh dành nhiều tâm huyết đầu tư cho trang trại khi đưa cả máy cắt cỏ từ Việt Nam sang để dọn dẹp canh tác nhanh hơn. Ngoài ra, anh còn xây thêm chuồng trại để chăn nuôi gia súc, gia cầm. Tổng số tiền mà anh đầu tư vào trang trại lên đến 4 tỷ đồng. Mới đây, anh chàng khoe với khán giả hàng hiếm đậm chất Việt Nam và tim châu Phi đang sở hữu khiến ai cũng ngưỡng mộ. Theo đó, anh chàng đưa khán giả đi thăm vườn rau tự cung tự cấp của tim châu Phi. Trong vườn có nhiều loại rau củ quả bao gồm dưa leo, cà chua, bí. Quang Linh nhấn mạnh đây là khu vực không bán, khu vực này không bán nha các bạn. Chỉ trồng, phục vụ cho anh em Việt Nam làm việc trong tim châu Phi ở Angola, anh chàng nói. Anh chàng vô cùng bất ngờ khi vừa mới thu hoạch nhưng nay vườn rau củ lại tiếp tục mọc ra quả mới. Tất cả đây là cây hạt giống của Việt Nam, không có cây nào là hạt giống của Angola cả. Đó như là hạt giống dưa chuột đó. Ở đây đất rộng, tội gì không trồng đồ Việt Nam cho anh em ăn, đỡ phải ra chợ mua tốn tiền là một và cũng một phần nào đó cũng độc hại các bạn. Bên này người ta sử dụng thuốc cũng kinh khủng, chỉ một tuần là thu hoạch nên sợ lắm. Trong bữa ăn, nếu lúc chưa làm trang trại, nông nghiệp thì hầu hết toàn ăn thịt thôi, chứ rau củ quả ít lắm nên bây giờ có một khu vườn như này. Trồng một số rau củ quả Việt Nam, ăn cho da nó xanh, nó mượt mà, Quang Linh tự hào chia sẻ. Được biết, khu vườn này nằm sát bên khu đất mà Quang Linh Vlog dự tính trồng thanh long. Sang châu Phi, Quang Linh không những xây dựng cơ ngơi cho mình mà anh còn ra sức giúp đỡ bà con nơi đây. Đầu tiên, nhận thấy đất đai ở đây màu mỡ nhưng người dân lại không biết canh tác nên rau xanh trở thành mặt hàng vô cùng khan hiếm và đắt đỏ. Biết chuyện, Linh đã cùng team mua hạt giống và mang những kiến thức con nhà nông để tạo ra những mảnh vườn giúp người dân có thể tự trồng trọt và làm nông nghiệp. Bằng kinh nghiệm làm nông trước đây ở Việt Nam, họ hướng dẫn người dân cách trồng rau đúng cách, thu hoạch như thế nào, thậm chí cả cách chế biến rau thành món ăn. Những lứa dưa chuột, rau cải đầu tiên được đưa ra chợ bán, thu lại một khoản tiền để tái trồng trọt. Hiện team châu Phi cùng người dân bản địa đã được nước rúi để tưới rau, hy vọng tiếp tục mở rộng mô hình trồng rau ra nhiều hộ dân, khu vực khác phù hợp trong vùng.